triệu chơi đến 5 triệu thua hết mình vừa. Là dưới 5 triệu thắng được 1 2 ván thua 5 ván tiếp theo. Bao gì? Thằng ấy toàn tay không bắt giặc, còn đi vay đi nào cũng thế, trả đầu tư đâu. Em làm riêng, em làm chung á. Nhưng mà nó làm gì nó phải bất chấp nhận, nó phải đi làm như thế rồi. Tiền chơi hết rồi. Chả phải không có tiền nợ trả hết thì đi tour thì toàn nhận liều. May ông tất cho em đặt mùa vừa kiếm được khoảng tầm gần 10 triệu. Chơi hết. Chơi điện tử, tiền chơi điện tử ăn uống. Tiền đấy để đầu tư máy móc này hơn thôi. Không lấy mười cũ. Sửa video nó dẫn tua. Đi dẫn tua. Đi dẫn khách học sinh. Đi chạy tự do quá. Đi nói có mặt luôn thì dẫn được khác. Cũng được, nhưng mà để lâu dài không chỉ dẫn người lớn được. Nghiệp vụ kém. Mà chuyên môn kém này. Nhưng mà nó làm ok nhiều, đó. Nó sẽ lên dần. Nếu mà nên đối với hàng khách chủ công đơn thôi chứ còn khách bị nghĩa vào khách gọi để mà nhiều tiền mà kiếm được tiền đúng không? Lâu dài thì phải nên là MC, hướng dẫn viên cứng tuyến. Nào nó mới nhiều tiền chứ làm non bom này không thua. Không điều hành nào nó quậy. Không điều hành nào nó quậy nữa thì nghiệp vụ kém.
ra mấy cái nó có bình bình 170 xem mấy cái video đề xuất ấy, những cái mắt, những cái đầu người ở góc ấy, những đấy là đề xuất của mang người đang ngồi xem này. Bây giờ hiện tại video đề xuất thì khoảng tầm 10-20 người đang xem thôi. Ông cày giờ thoải mái, ông cày nửa ngày cũng được. Cứ chỉ đi mua thôi đi. Nhưng mà các ông ở bây giờ rồi mà bố nó kiểm duyệt đấy em ạ. Lúc mà kiểm duyệt nó kiểm duyệt cái video mình á. Ừ. Thì có cái chân lên thì mình đặt máy quay, mình chỉ cần một người làm, không cần hai người làm đúng không? Ừ, đi mua máy không, đi chân chơi chứ hỏng rồi, mấy chân khác. Em có chân rồi mà. Nhưng mà chân nó ảnh như máy khác. Ừ. Không, nó không dùng cái điện thoại nữa. Không dùng cho điện thoại nữa, để coi để đang làm cái gì đúng không? Để quay ra đường này, anh chụp. Để quay đang làm gì? Quay ra nào này? Cái bọn nó quay ở trong xưởng này, còn nó cứ chạy thì cái này tới cái khác này, nó làm tất cả mọi việc này, nó quay vòng
một ngày ấy, xong rồi nó thua 10 lần đấy này. Đấy là nào đấy, máy ảnh. Chứ làm sao mà lấy được. Mà đặt ra ngoài cửa ấy, chui ra đi lại, căng 5 lần mà đi thì nó đi là như vậy. Mà pin máy ảnh nó trâu ấy. Chú bộ nghĩ chủ đề là chả biết làm gì. Ừ, cái này như đó chủ đề có lại lắm rồi. Cơ bản là như này này. Ông nghĩ chủ đề đó, không phải là phải đầu tư video nhá. Phải làm đấy. Không phải làm nhá. Phải làm phải đẹp nhá. Cái của anh chú nghĩ đi. Ông nghĩ thì thằng ấy hay lấy ý tưởng lắm, nhưng mà em nghĩ là ông ấy lười lắm. Em nói giờ em nghĩ sáng làm công ty nhiều việc đấy, thằng ấy phải nghĩ gì đâu mà cả hai tên khôi phục nó phải nghĩ gì đâu mà cho nó bỏ nó nghĩ gì. Thế nhưng tiền giờ đắt đâu, YouTube kênh bây giờ rẻ đắt, kênh bây giờ rẻ đắt, rẻ bây giờ nó rẻ, bây giờ rẻ nó không được nên là cũng rẻ, nó bán nhiều. Làm nó dễ thôi nhưng mà ý tưởng nó mới có. Quan trọng là ông nào ý tưởng nó mới làm. Nhưng mà làm nó có động lực đam mê cơ. Làm chán lắm, không có đam mê, không có hứng. Sau này nó phải đầu tư mạo hiểm chứ. Hiểm đây. Mà đầu tư mạo hiểm này. Đầu tư mạo hiểm là đầu tư đâu. Mua đồ mới móc về. Ví dụ chẳng may lại vớ một cái thời gian nào đó là TikTok nó mà tiêu tiền lại, nó cần một kem, nó cần một mới quay ra. Mình thuê luôn, nó ngon rồi. Nên đồ TikTok nó dễ mà. Chất lượng cao chứ, chất lượng chúng á. Như flycam này, máy HD, còn quay nó còn có gimbal, máy quay là còn gọi là full frame, quay là chất lượng cao. Nhưng mà hay chứ quay được bằng nhớ không chuyên. Tất nhiên thì cũng còn được giá là làm ấy. Nó chính là tương lai này, quay video quay 5 năm thôi. Quay đi quay ở nhà công ty được 2 năm, xong rồi chạy ra ngoài nhà tầm 2-3 năm nữa, 5 năm rồi, đến lúc đấy là mình ngồi có chi vốn rồi thì mình làm gì nữa, chứ không thể đi quay mãi được. Thế thì nói thường là mấy ông chủ ảnh thì mấy ông cần về làm studio hoặc là buôn bán phòng cưới chứ không đi quay mãi được đâu. Nhưng nào tay nghề cực cao, quá nhiều việc ấy. Người chồng chồng đi thứ bảy, nhưng vợ ở nhà tôi thì áp dưới. Đúng rồi. Hoặc là mình đi tuyển quân, hoặc là đầu tư thêm vào kinh doanh, chứ làm sao làm mãi thôi được.
nhất là phải đi lên mua đất. Để là yêu khu Hà Nội đúng không? Em làm ốc kế sẵn đấy. Mấy ăn. Mua bằng nước ép cái này theo dưới. Hai cái liên quan đến dịch vụ mà đá vào nhau được. Các bạn nó cứ ngoan là được không mà. Phải ngoan chứ. Ngoan lắm. Ngoan mà ngủ nhanh á. Bố mẹ nó. Hả? Bố mẹ nó. Thời gian chơi tôi đi lên. Bố mẹ nó. 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 Bố mất thời gian mình nghĩ chắc là mình xếp cái gì thôi, hay là mình xếp mình cái này mình cứ quay rút chơi rút bộ mình bộ chơi cũ được, cứ để quay chơi rút bộ mình thời gian cái nội dung như thế thì nó không được lâu bền, nội dung như thế thì quay để làm cái kiếm tiền và kiếm tiền gì được, chứ còn để khán giả xem thì cái này nó đéo xem, một hai lần thì nó xem rồi, nhưng mà lần nào cũng thì nó đéo xem. Thì khi là có một bộ domino khủng ấy, mình có thể bộ domino lớn mình làm những cái thật là to ấy, có cái khi mà hiệu ứng mà nó đỏ nó nhìn nó đẹp mắt, nó còn thích xem. Thì cái đấy nó không mất, không mất chi phí, mất chi phí lúc đầu thôi, nó không làm bao nhiêu cũng được. Chúng ta đã bổ những chủ đề mới. Cũng là chủ đề dời. Hai ông không ra nắng nản rồi. Thế nên là ở trong nhà đã mất nửa chủ đề rồi. Tiền to này không đầu tư được rồi. Đã mất thêm một tít nữa rồi. Chỉ có chủ đề trong nhà thôi. Mà chủ đề trong nhà thì cực kỳ ít luôn. Chỉ có làm như kiểu làm như này. Chắc làm nha. Chỉ có làm thủ công, chỉ có làm thủ công, nhưng mà thủ công bây giờ cực kỳ khó lên luôn, cái cây nó to quá, nó rộng, cái thủ công nó lâu lắm rồi, làm trước rồi đấy.
được bây giờ nếu là trụ nữa tình nghĩa nếu là làm được luôn. Xích hàng mà không có điện nữa anh ta. Cái hôm này người ta chuyển đơn lần trước. Gọi xuống gọi điện cho mình mới nhận được. Đơn là đứng trước mà gọi điện mà hỏi đang đúng. Đơn là bà chỉ đặt bà đang xích ở khu vực Minh Khai. Thì bà gọi mình. Thằng nào lấy khách đồ bà gọi luôn. Tôi tính sách rồi. Thường đại gia nó mới đi du lịch mà đã đi làm MC gala MC ấy chương trình toàn quận làm MC thì tương lai nó gấp đôi gấp ba hướng dẫn viên chứ là hướng dẫn viên thế nào hướng dẫn viên quốc tế có thể có tiếng cái gì người cần đầu tư hết hướng dẫn viên quốc tế nó đói nửa năm chỉ cần một tháng làm rồi bằng mẹ một thằng hướng dẫn viên thường làm một năm. Giá trị rất sáng mà vất vả thì hướng dẫn viên thường vất vả nhiều chứ. Thank you.
Đây thì rút cái đầu tiên vẫn đổ ngay. Xếp kiểu gì? Xếp cái đầu tiên. Không có cái mô típ gì cả. Vỗ tay luôn. Đã là thành công rồi. Xếp như này đã thành công rồi. Rút kiểu gì cơ đi. Rút mặt đổ ngay. Đổ, hất đổ luôn. Hả? Hất đổ luôn quay mô hình khác. Không, rút, nó đổ, nó nghĩa là rút cái dít cục cái gì nó đổ luôn là gì? Đấy cái đấy.
hy sinh cái trên cùng kia, đặt cái chỗ nào đó để nó giữ rồi mà rút một cái ra, lại hy sinh tiếp lại rút. Ừ thì đấy, thì lấy cái thằng trên cùng ấy kìa. Lấy thằng trên cùng ấy kìa. Giữ làm sao mà cái thằng kia nó không một tí nữa thì rút cái đấy ra là ok. Xây này cái nào không chịu được hết rồi. Mất thời gian mình nghĩ thế nào mình xếp cái gì đâu, là mình xếp mình cái này mình cứ quay rút chơi rút gỗ mình có bộ chơi gỗ cứ để quay chơi rút gỗ thôi. Nhưng thực ra cái nội dung như thế này nó không được lâu bền, nội dung như thế chỉ quay để làm cái kiếm tiền và kiếm tiền gì được, chứ còn để khán giả xem thì cái này nó đéo xem, một hai lần thì nó xem rồi, nhưng mà lần nào cũng làm thì nó đéo xem. Thì khi là có một bộ domino khủng ấy, mình sẽ bộ domino lớn, mình làm những cái sản phẩm to ấy, có cái khi mà hiệu ứng mà nó đỏ, nó nhìn nó đẹp mắt, nó còn thích xem. Cái đấy nó không mất chi phí, mất chi phí lúc đầu rồi, không làm bao nhiêu cũng được. Đã là bộ nghĩa chủ đề mới.
nhưng mà chỉ là dở hai ông không ra nắng nản rồi, nên là trong nhà đã mất nửa chủ đề rồi, tiền to này không đầu tư được rồi, mất thêm một tít nữa rồi. Nó chỉ có chủ đề trong nhà thôi, mà chủ đề trong nhà thì cực kỳ ít luôn, chỉ có làm như kiểu làm như này chắc làm nhau, chỉ có làm thủ công, chỉ làm thủ công, nhưng mà thủ công bây giờ cực kỳ khó lên luôn, cái cây nó to quá, nó rộng, cái thủ công nó lâu lắm rồi, làm nào trước rồi được, bây giờ đéo là trụ nữa, cái gì đéo là làm được luôn. Bà ấy chỉ đặt bà đang xích ở khu vực Minh Khai, thì bà gọi mình thằng là cái khách đầu bà gọi luôn, có tưởng khách rồi. Thường đại gia nó đi du lịch mà đã đi làm MC gala, MC ấy chương trình toàn bọn
rút được. Thế này. Đây thì rút cái đầu tiên vẫn đổ ngay. Xếp cửa gì? Xếp cái gì? Không có cái mô típ gì cả. Vỗ tay luôn, đã là thành công rồi. Xếp như này đã thành công rồi. Rút cửa gì cơ đi? Rút mặt đổ ngay. Đổ hết đổ luôn. Hả? Hết đổ luôn quay mô hình khác. Không, rút, nó đổ, nó là rút cái dưới cục thì nó đổ luôn là gì? Đấy cái đấy. Đấy, anh hy sinh cái trên cùng kia đặt cái chỗ nào đó để nó giữ rồi mà rút một cái ra. Rồi hy sinh tiếp lại rút. Ừ, nhìn đấy, nhìn lấy cái thằng trên cùng ấy kìa. Lấy thằng trên cùng ấy kìa. Giữ làm sao mà cái thằng kia nó không một tí nữa thì rút cái đấy ra là ok. Xây này cái nào cũng chịu được hết rồi.
Đây thì rút cái đầu tiên vẫn đổ ngay. Xếp kiểu gì? Xếp cái đầu tiên. Không có cái mô típ gì cả. Vỗ tay luôn. Đã là thành công rồi. Xếp như này đã thành công rồi. Rút kiểu gì cơ đi. Rút mặt đổ ngay. Đổ, hất đổ luôn. Hả? Hất đổ luôn quay mô hình khác. Không, rút cho đổ như nó sướng. Nghĩa là rút cái dít cục cái gì nó đổ luôn là gì? Đấy cái đấy.
hy sinh cái trên cùng kia, đặt cái chỗ nào đó để nó giữ rồi mà rút một cái ra, lại hy sinh tiếp lại rút. Ừ, thì đấy, thì lấy cái thằng trên cùng ấy kìa. Lấy thằng trên cùng ấy kìa. Giữ làm sao mà cái thằng kia nó không một tí nữa thì rút cái đấy ra là ok. Xây này cái nào cũng chịu được hết rồi.